chín rồi mà thơm trái trên kia nữa này. Để làm gì ngon à, mít tô nữ chín này à. Như con heo, con heo trái nhỏ, trái nhỏ trên đầu rồi này đấy, thịt gà không đấy đấy thơm mít tô nữ. Ôi, ngon chưa, cầm cái cua dở lên nhìn vậy thì không nó rớt. Ôi dù lấy vô lấy cái gì ạ?